Tình trạng bệnh héo rũ vàng lá trên cây dưa leo. Video được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. Triệu chứng: xuất hiện những vết thâm nhỏ trên dọc thân cây làm cho cây bị héo nhẹ vào thời điểm trời nắng nóng. Buổi sáng và ban đêm cây vẫn tươi tốt, nhưng vào lúc trưa, chiều cây bị héo rũ, chỉ vài ngày sau sẽ khiến lá bị héo vàng. Cây dưa bị héo từng nhánh, sau đó thân cây héo đột ngột như bị thiếu nước rồi chết cả cây. Nguyên nhân: thời tiết nóng ẩm, cây bị thiếu nước, đất bị ẩm thấp, sinh ra loại nấm Fusarium và nấm Phytophthora gây hại từ thời kỳ ra hoa đến tượng trái. Công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh xin chia sẻ với bà con sản phẩm giúp phòng trị tình trạng trên, đó là BM siêu diệt nấm và khuẩn sinh học. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã xem video. Hẹn bà con ở những video tiếp theo. Chúc quý bà con canh tác đạt hiệu quả cao. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất.